con bán xài hydro hydro có 6 có 9 cái đầu. Nếu mà ví dụ bố cắt một cái đầu của nó mất đi, nhưng mà nó lại ví dụ nó có một cái đầu này nhá, bố cắt nó đi nhá, nó thành hai cái đầu mọc lên hai cái đầu liền nhau, bố cắt đi nữa thành ba cái đầu liền nhau. Cứ thế bố phê nào. Và con sư tử to dữ hơn hơn người, khi trong khi con người với cả đấu con sư tử đấy, thì con người chỉ là con kiến. Thế à? To gấp bao nhiêu lần. Thế à? Nào có tên là con sư tử, nó ở thung lũng Nemê. Nemê là con có đẻ cho ba con quái vật và con và một con quái vật ở đầu trâu thân người có tên là gì? Đầu trâu thân người không phải tên là con bé bé à? Tên là Là Minoto à? Và phải là Minota. Con quên, có 4 người. Đó là con nhân sư, tức là đầu con nhân sư Sphinx. Nó là cô, nó xanh. Sphinx là một con nhân sư khổng lồ có nửa trên là hình dạng của một cô gái, còn phần dưới là sư tử và có đuôi và có đôi cánh ở hai bên. Có cả cánh đúng không? Cái này sư tử cái đúng không? Sư tử cái có cánh đúng không? Chính là nhân sư đấy, nhân sư Sphinx đúng không? Con thừa nhận lấy là sư tử cái có cánh không? Đúng không? Cái bi kịch của vua Oedip và cả Antigone thấy không? Có bộ năm mục lục cơ. Bố biết Helen không? Helen á? Helen ấy, trong thần thoại Hy Lạp ấy. Không, bố chỉ biết thần Athena này. Cái đấy là nữ thần Athena. Đúng rồi. Thế rồi là thần Apollon có cây cung vàng mũi tên bạc, thần biển Poseidon. Helen là con gái của thần xấu. Thần Hera là vợ đúng không? Hera là vợ thần rất dãi đúng không? Dãi rớt đúng không? Helen là con gái của thần rớt vĩ đại và công chúa Leda. Thần rớt say mê sắc đẹp của Leda đến nỗi tự biến mình thành một con thiên nga đến phá thành nàng. Thần rớt mà. Cũng như ba người con gái khác, Leda dễ làm sập bẫy của thần rớt. Ít lâu sau, nàng sinh được hai quả trứng lớn. Một quả mở ra Helen là Pontus, cũng một đứa con của thần rớt. Còn quả trứng kia cũng nở ra một trai, một cái tên là Castor.